Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình đi mua mấy con cá con để mình thả vô trong cái mương vườn nhà mình nè cả nhà. Cá này đặt lú ở trên đó rồi phải không? Có cá linh chưa? Có. Cá được nửa ký. Có mệt hả? Chưa có cá à. Không có cá hay gì? Cá nhỏ xíu à. Cá nhỏ quá hả? Ở đây là có bến tập kết cá này cả nhà. Để xuống đó hái cá, hái cá kìa. Vậy hả? Để xíu cái quay coi. Đó, đây tôi xúc. Nó đây vậy. Này có chốt không hả cân? Chốt không. Này có chốt mua để thả xuống hầm cả nhà. Có chốt con nhỏ nhỏ không ha. Có nhiêu hả? Hai giờ. Dạ. Yeah. Đây mùa nước lên này cả nhà, mùa nước nổi. Ở đây là cái bến tập kết cá này cả nhà. Ở đây thường khi người ta đi làm cá rồi này kia trên đồng miên á, trên trăm chia, ta đi dân câu dân lưới rồi xuống đây tập kết cá ở đây. Giặt đó là hết luôn rồi, không chở cái bằng luôn đó hả? Ừ. Mấy ký cần này giặt nó mấy ký? Một. Ừ. Đây có chốt gặt luôn ha. Gặt luôn à. Em lửa ra mà. Lửa, cứ lửa hả? Ừ. Tới nữa có cá đụng mà đủ loại cá vô. Cá tùm lum cá mà cá con nhỏ nhỏ vậy nè, nữa mình lựa ra đây rồi bán giống như năm ngoái vậy đó. Ừ, cái ấy như có gì thì không tiện. Rồi là 2 giờ có hết rồi đó ha. 6 giờ có cá nhiều không? Còn mùa 1 đi. Mùa 1 đi, hai mai. Thôi. Hết rồi. Chạy không nha. Ây da. Được không? Được không? Chàng không đó à. Ố chàng. Chàng ấy ơi. Biết sao không? Lúc, tại vì lúc mình chạy xe đó dặn nữa, lúc chạy xe dặn nữa. Lúc lên dốc rồi này kia nữa nè. Tại lúc lên dốc anh nó đứng lên vậy nè. Rồi chạy lên dốc cái thùng nó chạy xuống chạy. Cái thùng á. Băng lại, lấy gì băng băng lại. Ờ phải băng lại mới được. Ở đi. Càng hết càng lấy miếng lưới đi anh, lấy miếng lưới đầu của anh cái này rồi gửi tiền cho nó luôn không? Ừ, gửi đi. Nhiêu tiền cân? Nhiêu ký? 22 ký. Ký ba chục. 660. Cá luôn nè. Không có chốt gạt à? Có cá con. Cá chốt còn mấy con cá kia này tại nó nhảy xuống chứ cá chốt gạt. Có không? Có không? À, cho mượn cái chụp đó đi. Tôi đảo rồi, trả cho cái chụp đó. Chạy lên đi. Ừ, người đảo lại. Đang mua để thả xuống hầm cả nhà. Đó, đi được. Được không? Ủa có được lấy dây mụ để nó chạy lên dốc nó chạy xuống một cái không còn con quá. Lên dốc sao nó đổ vậy nè. Cái dốc đó cũng đứng lắm chứ không phải dốc máy đâu nghe. Nước lên nhiều giống như năm ngoái á, thấy đổ liền liền luôn á. Ừ, để nó đổ từ cả đều đổ hoài. Ờ. Nước lên nhiều không? Chưa hết vấn mà. Vậy hả?
mình mua mấy cá này để mình thả xuống dưới cái mương này nè cả nhà, mấy cá chốt nè. Mấy cá chốt này là mấy cá chốt đồng rạc luôn nè cả nhà. Người ta đi thằng sáng nó làm đó là kia dướng, dướng, dướng. Ta đặt dớn cả nhà, cái ta lựa ra, ta lựa ra cá chốt rạc luôn nè. Cái anh mua lại mình thả dưới cái mương nè. Ô lùa lùa nó ra, nó tấp vô mé quá nè. Mình chở từ ở chỗ mà cái bến cá đó cả nhà đi lại đây á cũng mau, nhưng mà nè, giống như nó bị sốc á cả nhà. Nó bị sốc rồi đổ xuống này nó cũng mệt mệt, hồi nó khỏe là nó lội rồi. Sợ dính chùm chỗ này vậy. Kìa, nhóc cái dây chỗ đó kìa anh. Kìa, kìa. Nó tổ tổ vô mé kìa. Không biết sao, nó dư nước hầm á, nó bị khác, thấy không? Nó bị khác với nước kia. Chết nhiều nhất à? Hả? Chết bắt lại nó không? Ờ. Bắt lại có tiêu. Để chết.